Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại vườn quốc gia Xuân Sơn. Hôm nay trời mưa rất là dày, thế cho nên là chắc là sẽ không quay được nhiều. Hãy cùng tôi khám phá bên trong có gì nhé. Ở đây mưa và sương lắm. Người ta không có bán áo mưa hay bán ô đâu, cho nên là mọi người lưu ý, nên nếu đi trời mưa ấy thì nhớ mang một là ô, hai là áo mưa dùng một lần. Đây là đường lên hang Thổ Thần, 100m này. Trời tối quá. Hiện tại tôi đi được một phần đoạn đường rồi. Đến chỗ này có chút ánh sáng thì tôi quay cho mọi người xem. Trên này là đường lên núi để lên hang này. Phải đi phải 400m thì mới đến nơi. Còn bên này vì hôm nay trời âm u cho nên là không nhìn thấy cái gì ở bên dưới cả. Tuy nhiên là nếu mà các bạn đi vào trời mà sáng hơn thì chắc là có thể nhìn thấy view toàn cảnh ở bên dưới. À may quá, bên dưới có thêm một đoàn đi đó. Đỡ bị đơn độc. Nghe cái tiếng to này không biết là tiếng suối hay là tiếng mưa. Mưa to lại để chui dưới gốc cây thôi. Mưa to rồi. Đi nhanh lên, mưa to quá. Cẩn thận kiểu ngã. Trời mưa to các bạn ạ. Nhưng may quá, đi thêm một đoạn nữa đến hang rồi, chắc là tôi sẽ phải trú trong hang này một lúc lâu cho đến khi ngớt mưa đấy. Tình hình là trời sẽ không thạnh cho nên là vì nó ngớt một chút nên chúng tôi quyết định đi xuống. Tạm biệt hang Thổ Thần. Cây đổ hết rồi các bạn. Đổ ngang đổ dọc luôn. Đấy, khu du lịch mà họ không dẹp mấy cái cây này đi, đổ rất là nguy hiểm. Quản lý ở ngay bên dưới, nhưng mà chắc là không hay lên đây kiểm tra, chứ là cây ghê là đổ ngang đổ dọc luôn. Chị mưa quá, chị có bán áo mưa? Có ô ạ. Ở đây thảm thực vật nguyên sinh, có nhiều cây lâu năm nhìn rất là lớn, mà cái đốt cây của nó nhìn thấy rất là kỳ dị như thế kia kìa. Đây này, ở đây là có người dân tộc Dao và người dân tộc Mường sinh sống. Đây là nhà của người Dao, ở đây họ trồng ngô này, nuôi vịt. Đây có bếp lửa nhìn ấm áp lắm. Ôi dồi ôi, gia đình nhà này quá khỏe luôn. Nhìn thằng cu chạy khỏe thế. Vừa nãy là lúc tôi đi lên trên đường lên đến thác thì gặp gia đình anh chị này, anh cõng thằng cu đi xuống. Gia đình anh chị này đi từ sáng sớm xong rồi đến trưa là lên đến đỉnh thác rồi lại đi xuống. Bây giờ cả nhà vẫn tràn đầy sức sống, chạy rất là nhanh. Khỏe quá. Thang
nhìn cái hốc trên kia không? Nhìn giống kiểu trong phim kiếm hiệp ấy. Xong rồi người ta khinh công lên đấy, xong người ta ở ẩn ở trên đấy ấy.